Trận thi đấu đầu tiên của siêu đấu thứ ba, Yamato Egip Baby Pho. Vâng, Yamato Baby Egip Pho là quân bên phía của Liên Quân. Vâng, quân cũng là khá tuyển dành cho bên phía Liên Quân. Màn hình còn núi, núi cầm Phoenician đầu cánh. Vơ cầm cũng cầm Phoenician. Vâng, hai phô chết dần. Vâng, một pha không để ý lắm quả vơ chết những dân đầu tiên. Ê thì sao? Ê cầm Parmian trong cánh. Và cuối cùng là Death. Death cầm Yamato. Vâng, một trận quân cũng không là thường. Quân cũng khá tuyển dành cho game TVN xong. Chỉ khác mỗi... vâng, các mối bên kia có Baby và Eggy, và bên này có hai phô kia cũng có Yamato. Vâng, bên phía của Liên Quân cũng có phô. Yamato đầu cánh của Dead thì nhìn đã có một voi về nhà, có bầy hươu. Vâng, đóng một chiếc S nhân đôi ăn cả hươu và cả gỗ. Vâng, thêm một bầy hươu nữa. Dường như cũng đã có quả phụ. Vâng, quả phụ ở bên phía bên trên. Vâng, lùa bầy hươu này về trang khá xa. Cố để lùa những con hươu về ăn với chiếc S đầu tiên. Tiết kiệm gỗ. Vâng, một bài mà Parmian liệu có dừng lờ. Vâng, Parmian dừng lờ đánh cho Phoenician có núi, hoặc là núi sẽ đánh chém, dốc toàn bộ lực cho vơ cầm chủ lực bên ở trong sâu trong góc 3 giờ. Vâng, một thế mà tay to phát triển cực tốt cho vơ anh. Một trận này, một trận sẽ tay to quả vơ, khi mà bên phía của Liên Quân cũng có phô, có Egip, có Baby. Vâng, rất nhiều cung. Vâng, nếu dò ra sớm có thể Destiny sẽ đóng được một chiếc G nhân đôi. Vâng, không G nhân đôi thì hơi xấu. Vâng, ra đời đã kịch đời 8 phút 25. Nửa con hươu này về với gỗ. Ta cũng chuyển qua một số màn hình của các game thủ khác xem thế nào. Vâng, núi đánh 25 dân. Vâng, núi đánh 25 dân, câu nốt con voi này về nhà. BB. Vâng, núi sẽ đánh gì đây? Dường như là đánh chém. Vâng, núi đánh chém có một chiếc S. Vâng, núi đánh chém rồi. Parmian có dừng nói hay không? Vâng, Parmian
Vâng, khi Nunu đánh chém thì Parmian sẽ đánh chắc nhà, hùng nhà và đánh chắc nhà. Đập BN và đập BM. Vâng, một trận mà vâng màu 5. Màu 5 và màu 6. Màu 5 và màu 6 bên đời bên phía Liên Quân lên đời khá là sớm. Màu 5 cầm Yamato. Vâng, màu 5 bên phía Liên Quân cầm Yamato. Còn màu 6 là cầm Phục. Còn màu 6 dường như cầm Egypt hay Phôi gì đó. Vâng, Pamian đẩy giò đi. Anh đẩy thẳng lên góc 10 giờ. Vâng, điểm số quả đét rất cao. Chúng ta qua xem màn hình quả đét. Vâng, đét vâng, đét lại gặp meo meo. Liên cục đầu cánh là meo meo. Bãi vàng thì chưa yên ổn, cần phải bo nhanh bãi vàng vào. Vâng, lực khá khỏe cho đét. Vâng, cần bo nhanh bãi vàng vào. Vâng, meo meo lại. Vâng, meo meo màu 7 đánh cung. Màu 7 là Egypt. Vâng, sóc BL. Đừng bánh xe chưa. Vâng, trong cánh của meo meo lại là màu 8. Vâng. Khá khó chịu với con giò của màu 5. Vâng, bo nhà vào ngay. Màu 5 là người lên đời sớm nhất bên phía quả Liên Quân. Vâng, một con hươu chưa thối thịt. Tăng thêm dân ăn vàng, Death cần phải tăng thêm dân ăn vàng để sóc đều những con chém. Vâng, nhà màu 8 trong cánh đã khung nhà dần dần. Vâng, có ai động vào màu 7 không? Vâng, mất giò rồi. Vâng, màu 5 là dừng lờ chém chéo cánh. Yamato lên đời sớm. Quay trở lại trận đấu thì xem X thế nào. Vâng, màu 5 dâng N. Vâng, và X Parmian. Vâng, X Parmian tham chém. Vâng, nhà khá là tươi. Cũng đã có bị một hai tên chém vào của màu 5. Có phù thủ. Vâng, X và Yamato đang tập trung đi cánh này. Đang tập trung đi vào nhà AC và nhà màu 8. Khá là khó để công nhà mèo mèo. Mèo mèo từ bấy giờ vẫn đánh thủ. Vâng, đang tiếp tục đẩy về nhà màu 8. Vâng, màu 8 dường như là Phoenician. Vâng, đúng rồi, màu 8 là Phoenician.
Vâng, rất đông chém qua Yamato. Vậy, vâng, phải kịp thời. Thêm một con phù ra. Vâng, phù mãi mới được con chém. Vâng, phù, vâng, cả con giò sinh ra, anh có giữ giò hay không? Cẩn thận con giò. Vâng, Exciter, anh cần cẩn thận con giò. Vâng, đến lúc anh để ý thì đã mất giò rồi. Nón một tơn, vâng, nón một tơn vào nhà của Meo Meo. Tất cả nông dân xách dép và chạy rồi. Vâng, IA cực kỳ đông chém. IA mà... Vâng, đúng là vơ. Khả năng tay to của vơ thì các bạn đã biết rồi đấy. Vâng, tham của anh 84 trên 96. Phút thứ 23. Vơ đang đẩy thông cánh. Vâng, anh đẩy xuống cánh. Vâng, anh đang tiếp tục đẩy qua nhà màu năm. Màu năm không có nhà. Màu năm dâng nờ và không có nhà. Đẩy xuống nhà 8 lấy tham nữa là xong. Vâng, đẩy hai kích cung. Một kích đi trước, một kích đi sau. Kích đi trước thì vâng là một kích cực kỳ to. Vâng, đẩy thẳng vào nhà màu 8. Cung giờ đã là tầm xa 2. Phonesian gỗ là cực kỳ nhiều. Vâng, đông cung như này sẽ đẩy bay nhà màu 8. Vâng, màu 8 sẽ mất nhà ngay thôi. Còn một kích cung của vơ đang đẩy dần lên phía nhà mà màu 8. Vâng, chờ một chút nữa thôi, kích cung tiếp viện sẽ đến. Vâng, kích cung chủ đạo thì vâng cũng cực kỳ to rồi. Vâng, có sự góp mặt của Exciter. Quyết tâm công chết 8. Vâng, thêm một tơn cung lên. Vâng, Phoenician đã bắt đầu đào vàng. Đóng BK. Đập thêm BN, xây thêm ruộng. Phoenician cần cây đập thêm BN và xây thêm ruộng. Vâng, có cả sự có mặt của Death. Xem Exciter ăn dân thế nào. Vâng, chỉ có hai con chém lọt vào nhà của màu 8. Death thì sao? Death cực kỳ đông chém. Vâng, Death đúng là Yamato khác. Death tham 28 chém và đang cố gắng na niếm cực kỳ nhiều, na niếm càng nhiều dân của màu 8 càng tốt. Vâng, dường như chiến thắng ở C đấu thứ 3 đang nghiêng rất nhiều về cho Green TVN xong. Trận này vừa chỉ cần giữ nhà tay to, bơm đồ cho Yamato bật 4. Thế thôi, càng đánh về nâu về dài thì Yamato sẽ bật 4. Còn Yamato của Death, Death Time chỉ còn 21 trên 48, giữ được khá nhiều dân. Trận mà Yamato màu 5 bên phía của Nên cuồn chém cực tốt. Vâng, bắt đều chém dâng nờ lên đời sớm. Quay trở lại màn hình máy của vơ. Vâng, màn hình máy của vơ. Tham chỉ còn 99. Vâng, tham vừa là 100 bao nhiêu nhưng chỉ còn 99. Bắt cung của màu 7. Đen trận này cuối khá tốt. Anh liên tục đi chém cuối ăn dần và đảo cả cho vơ. Vâng, một góc các bạn nhìn thấy vào góc 3 giờ. Một góc đen kịt, vâng, phải nói là nâu kịt mà quả màu 4. Phát triển khá nhỏ nhỏ nhưng anh đang cố gắng cơ cấu cái hốc này.
với những chiếc ruộng và những chiếc nhà chính. Vâng, vừa cần phải để ý và liên tục để ý bản đồ, cẩn thận để bắt quân dọc đường. Vâng, một trận mà dường như bắt buộc Yamato sẽ phải lên 4. Vô thì không cần, Vô sẽ bơm tổng lực cho bơm một tên cho Yamato lên 4. Xem tham của Death như thế nào, có khả năng lên 4. Vâng, Death tham 30. Không, vâng, Death tham 30 thực vàng cực kỳ thiếu, gỗ thì không có. Từ bây giờ không biết núi còn sống không. Vâng, tham dường như vẫn cân. Bị, vâng, bị đè một chút. Núi sao, núi Honian tham 48 đang chém vào quản lại nhà màu 5 màu 6. Vâng, ăn chọn bầy dân này có màu 5, màu 5 dường như không để ý. Vâng, hết vắt chém đều nhá. Vâng, màu 5 Yamato. Vâng, núi đang kiếm một cái hấp thống trị của mình trên góc 12 giờ. Rời toàn bộ nhà lên góc 12 giờ, xây nhà N, BN các kiểu, đóng ruộng trên góc 12 giờ. Quay trở lại màn hình của vơ, vơ bị màu 6 chôm chỉa và tỉa vào góc. Vâng, tỉa vào phía trên. Tam của vơ, vâng, tam của vơ đã là 143 trên 160. Vâng, vơ kích 4 chăng. À, đồ thực vàng thì không biết đã kích 4 này là đầy đâu rồi. Dường như Phoenicia sẽ kích 4 và đánh những con cung là nửa. Vâng, đúng rồi, đập, vâng, đã lên 4. Vừa đã lên 4, nâng cấp. Chặt gỗ 3, nâng cấp nửa. Đâu, BC đâu, nâng cấp nửa, nâng cấp bán chặn. Còn một BC nữa, đúng rồi, nâng cấp bán chặn. Vâng, đã đi sai, bên phía của Liên Quân đã đi sai khi mà Polynesian bật 4. À, một trận mà thi đấu cực kỳ tốt của Death. Vâng, Death cầm Yamato cực kỳ tốt và những pha đẩy quân cực kỳ to của vơ sạc. Vâng, 1-0 dành cho xê đấu đầu tiên. Xê đấu thứ 3. 1-0 dành cho xê đấu thứ 3.